Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, 31 tháng 12, là ngày cuối cùng của năm 2018. Và ngay sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Bắt đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ nước Pháp. Cảnh sát tại Pháp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình áo vàng ở thủ đô Paris hồi cuối tuần qua. Đây là đợt biểu tình thứ 7 của phong trào áo vàng. Hàng trăm người đã tụ tập gần văn phòng của một số đài truyền hình chính phủ và kênh truyền hình BFM TV ở trung tâm thủ đô. Họ hô vang khẩu hiệu tin giả và đòi Tổng thống Emmanuel Macron phải từ chức. Người biểu tình cũng tràn xuống các ga tàu điện ngầm và tấn công cảnh sát, khiến cho các nhân viên công lực phải đáp trả bằng hơi cay. Một số người bị bắt giữ. Nhiều chiếc xe hơi bị phóng hỏa bên ngoài văn phòng tòa soạn nhật báo Le Parisien. Cảnh sát cũng phải sử dụng hơi cay tại thành phố Nantes, miền Tây của nước Pháp. Riêng tại thành phố Marseille, miền Nam, cảnh sát cho biết rằng khoảng 1.000 người biểu tình đã xuống đường đòi Tổng thống Macron phải từ chức. Đoàn người biểu tình cũng tuần hành tại các thành phố như Lyon, Bordeaux và Toulouse. Cảnh sát cho biết rằng số người tham gia cuộc biểu tình cuối tuần qua đã giảm đáng kể so với các đợt biểu tình những tuần trước, với khoảng 12.000 người. Trước đó, chính phủ ghi nhận có tới 38.600 người biểu tình trong ngày 22 tháng 12 và 282.000 người trong đợt biểu tình rầm rộ nhất vào hôm 17 tháng 11. Tuy nhiên, một số thủ lãnh trong phong trào áo vàng cho biết rằng con số khá thấp nói trên là do dịp nghỉ lễ cuối năm, đồng thời cảnh báo rằng tháng 1 tới đây sẽ có nhiều người xuống đường hơn nữa. Người biểu tình áo vàng tin rằng phong trào của họ sẽ được duy trì sang năm 2019 và đang lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình đầu năm mới. Gần 8.000 người cho biết rằng họ sẽ tham gia cuộc biểu tình này. Các giới chức tại thủ đô Paris đang tiếp tục chuẩn bị cho màn bắn pháo bông và lễ hội âm thanh ánh sáng vào đêm giao thừa tại đại lộ Champs-Élysées, nơi từng là tâm điểm của các vụ bạo lực trong các cuộc biểu tình vừa qua. Một chiếc trực thăng cấp cứu bị rơi ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Hãng thông tấn WAM của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa tin một chiếc máy bay trực thăng bị rơi vào khoảng 6 giờ chiều hôm thứ Bảy tại khu vực phía Bắc, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Tổng cục Hàng không Dân dụng đã thông báo về việc chiếc máy bay trực thăng Augusta 139 gặp tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu trên đỉnh núi Jabal Jais thuộc tiểu bang Ras Al Khaimah gần khu vực biên giới. Người đứng đầu chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Sheikh Qasimi đã ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ tai nạn này. Sang qua châu Phi, sau khi vay nợ Trung Quốc để xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng dường như khó lòng hoàn trả được, chính phủ Kenya có thể sẽ phải trao quyền kiểm soát hải cảng quan trọng Mombasa cho Trung Quốc. Trang tin African Star trích dẫn lời một nguồn tin cho biết rằng kết quả kiểm toán gần đây cho thấy chính phủ Kenya dường như không thể trả được khoản vay nợ để xây dựng hàng loạt các cơ sở hạ tầng tại quốc gia châu Phi này. Thí dụ như các xa lộ từ Mombasa tới thủ đô Nairobi là công trình với mục tiêu kết nối các hoạt động xuất nhập cảng hàng hóa. Ngân hàng xuất nhập cảng của Trung Quốc gọi tắt là CEB sẽ được quyền nắm giữ cơ quan quản lý hải cảng Kenya nếu tập đoàn hỏa xa Kenya bị vỡ nợ. Khi đó, ngân hàng CEB sẽ thực thi quyền đối với tài sản dùng để thế chấp, bảo đảm cho món nợ ký quỹ, bao gồm hải cảng Mombasa. Phía Trung Quốc có thể sẽ giành quyền kiểm soát những công trình trên đất nước Kenya trong âm mưu ngoại giao bẫy nợ. Một trong số những tài sản mà Kenya có thể sẽ phải chuyển giao cho Trung Quốc ngay đó là hải cảng Mombasa, là hải cảng rất lớn và quan trọng nhất của quốc gia châu Phi này. Ngoài ra, danh sách các tài sản của Kenya bị Trung Quốc thâu tóm còn có cả công trình SGR và kho chứa container ở Nairobi. Tháng 11 vừa qua, công ty tài chính Moody's của Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Kenya có khả năng sẽ bị mất quyền kiểm soát những công trình chiến lược do những món nợ quá lớn mà chủ nợ chính là Trung Quốc.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 30 phần tử ISIS âm mưu tấn công vào dịp năm mới. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật 30 tháng 12 thông báo họ đã phát hiện và bắt giữ 30 người bị tình nghi liên quan đến tổ chức khủng bố ISIS tại thủ đô Ankara. Các nguồn tin an ninh cho biết những người bị bắt đều là những người nước ngoài. Họ âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố ngay khu vực thủ đô Ankara trước đêm giao thừa và dịp năm mới. Cũng trong chiến dịch đột kích lần này, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu bất hợp pháp. Trong những năm qua, hơn 300 người, trong đó phần lớn là thường dân đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố đẫm máu, được cho là do ISIS gây ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Ankara đã mở rộng chiến dịch an ninh dài hạn nhằm đánh đuổi nhóm khủng bố ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tuyên bố sẽ sớm mở cuộc tấn công chống ISIS và các tay súng người Kurd ở Syria sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút quân ra khỏi quốc gia Trung Đông này. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác về vấn đề Syria sau khi Hoa Kỳ rút quân. Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov cho biết, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng đồng ý hợp tác trong các chiến dịch quân sự ở Syria sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút quân ra khỏi quốc gia Trung Đông này vào hồi tuần trước. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ là ông Mevlüt Cavusoglu, ông Lavrov nêu rõ, hai bên đã thống nhất về việc các đại diện quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phối hợp các bước tiếp theo và tuân thủ đúng các điều kiện mới với mục tiêu diệt trừ tận gốc các mối đe dọa khủng bố ở Syria. Về phần mình thì ông Cavusoglu cho biết rằng, cả Thổ Nhĩ Kỳ và cả Nga đều có chung mục tiêu, đó là quét sạch toàn bộ các tổ chức khủng bố ra khỏi lãnh thổ của Syria. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng với Syria này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Iran và Nga liên quan tới vấn đề Syria và các vấn đề khác trong khu vực. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khoảng 2.000 quân nhân Hoa Kỳ từ Syria về nước, làm lung lay trụ cột của chính sách Hoa Kỳ ở khu vực Trung Đông, cũng như gây hoang mang cho các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Ngày 30 tháng 12, hãng thông tấn Sana của chính phủ Syria đưa tin, Tổng thống Bashar al-Assad đã ủy quyền cho các lực lượng Iraq tấn công nhóm quốc gia Hồi giáo ISIS tự xưng bên trong lãnh thổ Syria mà không cần phải đợi có sự cho phép của nhà chức trách Syria. Hành động này cho thấy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia láng giềng Ả Rập này. Phe ISIS từng kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn của cả hai nước khi tổ chức này tuyên bố thành lập vào năm 2014. Các máy bay chiến đấu và pháo binh Iraq đã từng oanh tạc các cứ điểm của ISIS bên trong lãnh thổ Syria sau khi được nhà chức trách Syria cho phép. ISIS đã bị đánh bại ở Iraq nhưng vẫn chiếm đóng một khu vực nhỏ ở Syria. Trước đó, vào hôm 29 tháng 12, Tổng thống Bashar al-Assad đã nhận được bức thư từ Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi, trong đó kêu gọi sự phối hợp giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố. Trở lại với châu Phi, Ai Cập tiêu diệt 40 nghi phạm khủng bố sau vụ đánh bom xe bus chở du khách Việt Nam. Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 40 nghi phạm khủng bố trong 3 vụ khác nhau xảy ra ở Bắc Sinai và Giza, chỉ một ngày sau vụ đánh bom đẫm máu nhắm vào một chiếc xe bus chở đoàn du khách Việt Nam tại tỉnh Giza. Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay, lực lượng an ninh của quốc gia này đã tiêu diệt 30 nghi phạm khủng bố trong một cuộc đột kích vào sào huyệt của chúng ở Giza, là nơi mà các phần tử khủng bố được cho là đã lên hàng loạt các kế hoạch tấn công nhắm vào các cơ quan chính phủ và ngành du lịch của Ai Cập. Ngoài ra, lực lượng an ninh của Ai Cập cũng đã tiêu diệt 10 nghi phạm vũ trang cực đoan ở Bắc Sinai. Hiện nay, chưa rõ các phần tử này có liên quan tới vụ tấn công vào ngày 28 tháng 12 vừa qua nhắm vào xe chở đoàn và du khách Việt Nam hay không. Các cuộc đột kích diễn ra chỉ một ngày sau khi một chiếc xe chở đoàn du khách Việt Nam bị trúng bom ở Giza, khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập. Cộng đồng thế giới đã lên án vụ tấn công này. Trong khi đó, các giới chức tại Ai Cập đã mở cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm đứng sau vụ tấn công nói trên. Nước Đức gây sức ép kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự kiềm chế tại Syria. Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gây sức ép để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có phản ứng kiềm chế đối với việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Syria. Hai nhà lãnh đạo này đã có cuộc điện đàm vào hôm 30 tháng 12, trong đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình chính trị do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Syria. Trong một tuyên bố, phía Đức cho rằng tổ chức khủng bố ISIS tự xưng đã bị đẩy lui, nhưng vẫn xem là mối nguy hiểm.
Tuyên bố cũng cho biết thêm, trong cuộc điện đàm, bà Merkel đã bày tỏ sự hy vọng về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản ứng kiềm chế và có trách nhiệm đối với tuyên bố của Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Syria. Hôm 29 tháng 12, các bộ trưởng của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý duy trì hợp tác tại miền Bắc Syria, trong lúc quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này. Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ khởi động một chiến dịch quân sự nhắm vào các lực lượng người Kurd do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Israel là ông Benjamin Netanyahu cho biết rằng Tổng thống đắc cử của Brazil là ông Jair Bolsonaro nói với ông là việc Brazil chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phát biểu trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo cộng đồng người Do Thái tại Brazil ở Rio de Janeiro, ông Netanyahu cho biết đây là sự thay đổi mang tính lịch sử. Thủ tướng Do Thái nhấn mạnh, Do Thái đặc biệt coi trọng Brazil trong khuôn khổ khu vực châu Mỹ Latin. Ông Netanyahu cũng cho biết rằng nhà lãnh đạo của Brazil đã chấp nhận lời mời tới thăm Israel, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2019. Thủ tướng Do Thái, tức là ông Netanyahu, là thủ tướng đầu tiên của Israel tới thăm Brazil. Ông Bolsonaro, người sẽ chính thức trở thành tổng thống của Brazil vào ngày mai, 1 tây tháng 1 năm 2019, đang tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới tới tham dự lễ nhậm chức của ông. Ông cũng mong muốn tiếp bước tổng thống Donald Trump, đó là chuyển đại sứ quán tới Jerusalem. Nếu trở thành hiện thực thì quyết định chuyển đại sứ quán của Brazil sẽ là sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại, vốn ủng hộ giải pháp hai chính phủ trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Liên đoàn Ả Rập đe dọa rằng việc Brazil chuyển đại sứ quán tới Jerusalem sẽ là bước thụt lùi trong mối quan hệ với các nước thuộc khối Ả Rập. Hoa hậu Phi Châu bất ngờ bốc cháy trên sân khấu trong lúc đăng quang. Sự việc xảy ra trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Châu Phi năm 2018 diễn ra hôm 28 tháng 12 vừa qua tại Nigeria. Cô Dorcas Kasinde, 24 tuổi, đại diện cho Cộng hòa Congo, đã gặp phải tai nạn hy hữu. Đó là tia lửa pháo bông chạm vào bộ tóc giả của cô, khiến cô bị bốc cháy phần phần ngay trên sân khấu. Thời khắc mà cô Kasinde được xướng tên trở thành Hoa hậu Phi Châu, pháo hoa đồng loạt lóe sáng trên sân khấu để chúc mừng giây phút vinh quang của tân Hoa hậu. Thật không may, các tia lửa đã chạm vào bộ tóc giả của cô. Khi đó, cô Kasinde đang ôm thí sinh đạt danh hiệu Á hậu 1. Cô phát hiện mái tóc của mình đang bị bốc cháy và vô cùng hoảng hốt. Rất may, người dẫn chương trình đã nhanh chóng tiến lên sân khấu để dập tắt ngọn lửa. Lễ đăng quang sau đó đã diễn ra bình thường và cô Kasinde đã đội chiếc vương miện với mái tóc ngắn hơn. Cô cũng không hề bị hề hấn gì sau tai nạn. Cô nhận được phần thưởng 35.000 Mỹ Kim tiền mặt cùng một chiếc xe hơi thể thao. Cô Kasinde đã mang vinh quang về cho đất nước Congo sau khi vượt qua Á hậu 1 là người Nigeria và Á hậu 2 là người Zambia, cùng gần 30 thí sinh khác. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.